Vâng, công ty thiết bị số Hoàn Mỹ mến chào tất cả quý vị cùng quý khách hàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu lại một cái máy in hiệu HP. Vâng, bây giờ là chúng ta cài qua cái điện thoại này thử nha, test nha. Tôi đang lấy một điện thoại này để chúng ta test trên cái này. Thì chúng ta vào trong đối với dòng Android chúng ta chọn chip Play, còn đối với dòng iPhone thì chúng ta chọn này nhá. Rồi chúng ta tải HP Smart thử coi nhá. HP Smart. Rồi. Chúng ta chọn HP Smart thôi. Rồi. Đây chúng ta thấy có nè. Có mấy phần mềm nè. Đó, chúng ta thử tải ha, tải ha. Rồi cái máy này sao bị sự cố rồi. Để tôi lấy thử máy một máy khác, cái máy hết pin rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta sử dụng trên cái máy tính này, trên cái điện thoại smartphone này luôn nhá. Trên hiệu điều hành Android, chúng ta kiểm tra cái wifi. Bây giờ chúng ta đang có sử dụng nè các cái wifi nè. Đây bây giờ chúng ta kiểm tra lại wifi Hoàn Mỹ. Bây giờ chúng ta vào đây là wifi của Direct này, 1AHB1000 never stop. Rồi chúng ta nhập cái mật khẩu, chúng ta nhập cái mật khẩu lúc nãy mà chúng ta in thử ra đó, cái văn bản á, mật khẩu là wifi Direct password có dòng màu ở chỗ wifi direct setup á, thì chúng ta thấy sheet của nó là direct 1AHB10 1000, thì ở dưới đó có mật khẩu dù là dòng này là 69419635 9635. Chúng ta lên 69419635. Rồi chúng ta kết nối. Đã kết nối, không có internet. Không có quyền truy cập. Gì đây? Không hỏi. Nói có. Rồi, đã kết nối. Vâng, bây giờ chúng ta cài HP Print Service Login. Chúng ta vào chip Play, chúng ta chọn HP Print Service Login. Là cài đặt cái này. Và sau đó chúng ta tương tự chúng ta cài HP Smart nữa. Rồi. Rồi. I accept. Vâng, khi chúng ta cài đặt xong cái này HP Win Service Plus đó, thì chúng ta sẽ cài tiếp. Chúng ta khi chúng ta cài cái chương trình HP Print Service Login, thì chúng ta cài xong cái Service Login xong thì chúng ta sẽ tải cái HP Smart. Chúng ta vào chip Play, coi chip Play tải cài đặt cái HP Smart này.
chúng ta chờ cài đặt HP Smart với HP Print Service plugin. Bây giờ chúng ta mở ra. Đó. Rồi. Chúng ta kép on tất cả. Rồi. Chúng ta ép một cái máy in. Bây giờ chúng ta phải sang đây, bây giờ chúng ta kết nối với máy in HP 1000 này. Rồi. Rồi. Sau khi chúng ta chọn đó rồi, chúng ta thứ nhất chúng ta nút cái này nha, chú ý nút này và nút này nó sáng rồi đấy, nút này là nút đi đi test nó sáng, để chúng ta làm lại vào service, chúng ta ép một cái máy in, chúng ta ép một printer, chúng ta sẽ thấy được cái địa chỉ của máy in. Bây giờ địa chỉ của máy in nằm ở đâu thì chúng ta xuống lại, tôi sử dụng đây là địa chỉ của máy in nè, đó, và đây là mật khẩu của Wi-Fi Direct ha. Đó, khi chúng ta nhập mật khẩu Wi-Fi Direct thì chúng ta sẽ có như vậy. Rồi quay lại HP, chúng ta chọn lại nhé, ép các bạn cứ từ từ làm nha, bình tĩnh làm, nếu mà khi mà chúng ta mà bí quá thì chúng ta hãy rút nguồn máy in ra và chúng ta chờ cho thoải mái cái đó ha, cho máy đã xong rồi chúng ta làm tiếp. Đây, bây giờ chúng ta bỏ gần lại máy in trước khi đó chúng ta cài. Rồi. Bây giờ cái này là do Wi-Fi không tìm được. Đây là lỗi Wi-Fi. Bây giờ chúng ta phải chọn lại cái máy in. Tắt lại cái này, chúng ta chọn lại. Đây là thao tác nha. Rồi chúng ta chọn Direct 1AHP 1000, chúng ta chấm đây. Rồi, đã kết nối xong. Chúng ta quay ngược trở lại. Rồi. Nó sẽ nhận cái máy in này giống như chúng ta chọn, rồi chúng ta chọn tiếp cái máy in chờ nó cài đặt. Trong quá trình máy không đều là chúng nó là máy tự động nó tắt. Như vậy là khi chúng ta tắt đừng để wifi đá thì như là Ready to print là như vậy, là máy đã nhận được rồi nhé. Đấy, bây giờ chúng ta thử in thử coi, chúng ta vào một cái tệp hình ảnh đây, chúng ta này chụp cái này. Bây giờ chúng ta chia sẻ hình ảnh. Bây giờ chúng ta có một cái máy in chia sẻ với ứng dụng. Đây HP Print Service. Đây chúng ta bấm vào đây. Rồi thấy một cái máy in rồi nhé. Đó, thấy một cái máy in rồi. Đây, thấy máy in rồi đây. Đây và chúng ta phải nhớ nha, ở đây. Đó. Đó. Rồi, hiện nay chúng ta vừa mới in đâu. Rồi chúng ta lại nhé, chia sẻ này, máy in nè, chọn cái máy in nhé, nhớ chọn máy in nè, rồi reading là đọc, tức là đã nhận được. Bây giờ nó sẽ in lên khổ A4, rồi chúng ta bấm vào nút này, rồi chúng ta thử,
quay phim ha. Rồi chúng ta chờ chờ máy in nhé. Rồi tôi làm trên một điện thoại. Rồi bây giờ đây là bản in, bản in đây. Như vậy chúng ta sẽ bàn giao được cho khách rồi ha, và đơn giản chúng ta làm. Và hiện tại do đặc thù của khách hàng đi trên xe tải đường dài, đi trên xe container, cho nên tôi cố gắng làm cái video này. Khi mực của chúng ta đầy thì chúng ta sẽ nó sẽ báo mực đầy nhé. Rồi khi mà ở đây thì chúng ta cái chỗ này chúng ta bỏ để nạp mực vô ha, cái ống mực chúng ta đổ lên đầy xuống này. Đây có ống mực thì nó có hai cái ngàm đây nè, và chúng ta và có cái khe đây nè. Đây thì nó sẽ có hướng nhấn mực sau nhé. Đây nó có ngàm sang đây, vào đây rồi xoay xoay lại là nó sẽ vô cái ngàm này đó. Và đây như vậy đấy, xong đó. Rồi đây là mọi thông tin về bảo hành. Thì như vậy chúng ta đã xong được cái máy in này rồi đó. Bây giờ với một ứng dụng máy HP Flash, khi nào yêu cầu đọc reading to print này thì là máy đã ok rồi. Bây giờ chúng ta mai tiếp tục chúng ta sẽ cài đặt cái wifi wifi cái in bằng wifi này đó, in bằng wifi này. Và bây giờ chúng ta có thể đổi lại cái địa chỉ IP á, 192.168.223.1. Đó thì chúng ta có thể đổi lại một cái địa chỉ 192.168.1.150 hay chấm bao nhiêu đó để mà trùng với cái wifi ở nhà mình, để chúng ta sử dụng trên cái wifi của mình. Như vậy là chúng ta đã có phần mềm rồi. Nhiều khi do mạng nó cứ đã tới đã lui thì nó báo lỗi này đó. Và đây là cái phần mềm, hai phần mềm HP Smart với Spin Server. Rồi chúc quý khách hàng sẽ làm chủ được cái công nghệ của mình và sẽ làm chủ được cái máy in của mình. Và tôi thì cũng không phải là một người làm YouTube chuyên nghiệp, nhưng mà những cái gì mình cố gắng ghi lại rất là thật chân thật để chúng ta hỗ trợ cho khách hàng được một phần nào. Và quý vị cố gắng vui lòng mời quý vị hãy đăng ký kênh để nhấn nút subscribe đăng ký kênh, nhấn nút like và share video để tạo động lực cho chúng tôi, để những người làm kỹ thuật có thêm cái động lực và cái thời gian để bỏ ra những cái chút thời gian để làm những cái video mà có hữu ích cho quý khách hàng. Nha, đây là đấy. Đây là đấy, như vậy nó sẽ mở ra được rất là nhanh. Rồi mến chào tất cả quý vị cùng các bạn và quý khách hàng gần xa, chúc quý vị luôn thành công và đạt được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, cũng như là bình an trong mọi vấn đề của cuộc sống, luôn luôn được bình an.